Một dòng laptop sáng giá dành cho các bạn học sinh sinh viên, ngập tràn công nghệ, bảo mật an toàn mà lại vừa túi tiền, phong cách nhỏ gọn lại đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ. Vậy thì hãy cùng Thu Hà khám phá xem chiếc laptop này có điều gì đặc biệt mà lại được nhiều các bạn sinh viên dùng đến như vậy nhé. Trang bị màn hình Nano Edge, bản lề có thể mở 180 độ, công nghệ màn hình OLED 14 inch cùng tỷ lệ 16:9 mang lại chiều sâu cho khung hình, độ phân giải 2,8K, độ sáng 600 nit, màn hình đạt chuẩn Pattern Validate mang lại độ chính xác màu cao cùng với giải màu DCI-P3 100%, kích thước 14 inch, độ dài 19,9mm, nặng 1,6kg, nhỏ gọn tiện lợi nên các bạn học sinh sinh viên có thể cất gọn chiếc laptop này vào trong ba lô để di chuyển đến bất cứ đâu. Kiểu dáng mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại với hai màu sắc đen indi và bạc lấp lánh, phù hợp cho cả nam và nữ. Khung vỏ chắc, bản lề bền nguyên khối, chất liệu được làm bằng nhựa. Tuy nhiên chiếc laptop này có một nhược điểm, đó chính là màn hình khá dày. Đổi lại là sự chắc chắn và bền bỉ. Được trang bị chip Intel Core i5 2,6GHz, up to 4,7GHz, bộ nhớ RAM DDR4 lên đến 16GB. Do đó bạn có thể mở được hàng chục tab và ứng dụng khi học tập làm việc mà không lo bị giật lag. Các đồ họa Intel Iris Xe Graphics mang đến những hình ảnh sống động, đáp ứng cho nhu cầu giải trí, đồ họa cơ bản. Bộ nhớ SSD lên đến 512GB. Chế độ Dynamic Performance cho phép chuyển đổi, tăng tốc hiệu suất bất cứ khi nào bạn muốn. Công nghệ tản nhiệt Acer iCool kết hợp với nhiều ô thoáng khí giúp tối ưu hóa tản nhiệt. Pin 3 cell dung lượng 50Wh cho thời gian sử dụng lên đến 5 giờ, đủ cho một ngày học tập và vui chơi. Bàn phím nhám không có đèn LED, đây sẽ là một điểm trừ của chiếc laptop này. Touchpad mở rộng mang đến một cú lướt trải dài, đáp ứng tác vụ thiết kế đồ họa. Tích hợp cảm biến vân tay đăng nhập nhanh một lần chạm. Sở hữu công nghệ âm thanh chuyên gia Direct cho âm thanh sống động sắc nét. Hệ điều hành Windows Home 11 bản quyền, không lo Active Windows, được trang bị đầy đủ cổng kết nối, giúp bạn không phải mua thêm thiết bị chuyển đổi.